Xin chào các CEO và các doanh nghiệp. Tôi có 19 cái lời khuyên dành cho các bạn trong đại dịch Covid-19. Thứ nhất là cắt giảm chi phí tối đa. Thứ hai là giữ tiền mặt bởi vì tiền mặt là vua. Thứ ba là không mở rộng kinh doanh bởi vì mở rộng kinh doanh lúc này là quá rủi ro. Thứ tư là mua bán sáp nhập nếu như các bạn có tài chính dài hạn và mua được rẻ. Thứ năm là hãy chăm sóc nhân viên và có chính sách đãi ngộ nhân viên tốt. Thứ sáu là hãy hỗ trợ đối tác chiến lược và những bạn hàng của chúng ta. Thứ bảy là chăm sóc khách hàng bằng các giải pháp online. Thứ 8 là hãy bán hàng đa kênh, đa nền tảng ngay lập tức và tập trung vào việc kinh doanh online. Thứ 9 là làm marketing không đồng bằng cách là làm thương hiệu cho CEO, cho nhãn hàng để sau này có thể bán được nhiều hàng hơn. Thứ 10 là đào tạo và tự đào tạo, đặc biệt là đào tạo về kinh doanh online. 11 là để hàng tồn cực nhanh, cực mạnh cho tôi. 12 đấy là chúng ta tìm mọi cách để bán hàng và bán hàng online để có doanh thu, đạt được mục tiêu hòa vốn hoặc là có lương thưởng cho người lao động. 13 nếu mà chúng ta đang kinh doanh hàng thiết yếu thì hãy đặt mục tiêu để có thể bán hàng và tăng được mở rộng được thị phần của chúng ta. 14 là chúng ta phải tổ chức được đội giao hàng lưu động, đặc biệt là đội này là phải tiêm vaccine bởi vì có lợi thế tuyệt đối cho doanh nghiệp của bạn, đúng không ạ? 15 là chúng ta cần phải lập kế hoạch kinh doanh với rất nhiều các cái giải pháp và các cái kịch bản. 16 là chúng ta cần phải đổi mới sản xuất và chuyển đổi mô hình kinh doanh, đặc biệt là mô hình kinh doanh trực tuyến. 17 là chúng ta thực hiện 5K cộng với 2K là sức khỏe và vaccine cũng như là các cái vấn đề khác. 18 là chúng ta phải luôn luôn giữ tư duy tích cực. Và 19 là chúng ta cần phải luôn luôn nghiên cứu thị trường và nhìn nhận các cơ hội mới.